qua chắc mưa đấy. Đây chủ đề đây. Hồ Xuân Hương, Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương. Đấy, nhưng mà chất là bá nhân cá chết đuổi vì gần gần nó vệ sinh thường xuyên đấy, nhỏ con nào chưa ấy được đâu. Bao nhiêu phút không ạ? 5 phút đấy ạ. Thôi con được đâu. Thôi chúc bà biết thế chúc bà. Thêm đẹp nhỉ. Quá đẹp luôn. Trời xanh nhỉ. Đó, rồi rồi cái gì nữa thôi chụp ảnh được kiểu đẹp này. Mời cả nhà đi thu mua tình yêu với ông Mười nha. Quay nhiều quá. Không phải là mạng của tôi đó. Mạng lao cái cá ra đó. Nó cái lăn nó hết rồi. Nó phải không lấy cho mình một cái hoa nhiều à? Của tớ thì nó dùng phải lăn được phải mái chẳng qua. Nhưng thế mà. Nhưng mà quá rồi, cái rồi. Đâu một năm mà 600 ngàn đồng cái hoa này. Trời, quá đẹp luôn. Quá bởi là nó. Cái kiểu đó là hoa nhỉ. Không phải thật đấy. Ờ. Này, mình vẫn tiền nó khác. Đây sợ. Đã còn trong cái vé của mình chơi đủ đấy rồi. Vàng vô con trai một tiếng 2 năm tới nơi nhưng mà đã được cái quỹ rồi đến thời gian đầu tới sau này chạy nhiều trăm ngày thì nó phải cho bao nhiêu bì đó rồi. Cho bao nhiêu này nó 2 chi thì 2 chi. Trong cái vé này nó hết rồi, đây là mình cho đi không ơi? À, cái lúc đó có nhân viên ở dưới. Vâng. Chúc quay về. Cái cầu này cái thùng thông của ông thấy thích nhỉ? Thông mát này lắm. Đó, vệ sinh luôn. Trong lúc vệ sinh cỏ các thứ đây. Sạch sẽ, không du lịch mà. Mà từ hôm qua nói vào trải nghiệm vừa nãy mà cũng mất tiền mà cũng không tin nữa. Hôm nay chốc bỏ cái thế có chỗ nào xem. Có chỗ không mất tiền, có chỗ không bảo mình mất tiền. Ê ông này đang bảo đây. Nói cái gì đúng bảo cãi. Đây là vườn hồng của hoa hồng này nó không được đẹp lắm. Không, hoa hồng đấy. Không chất không nhiều lắm. Ai nói vậy? Trong cái vé này có bạn. Trong cái vé từ ra trên cái vé ra coi thử cái bản đồ con có không? Đấy, cái gì không có mình mất tiền, trong cái vé có gì mình cứ đi. Thế bộ nào đi chỗ khác chứ bây giờ nó có nói không? Giữ cái vé này cho ai, giữ cái vé này coi. Ai nói gì không có đi đây. Nói là không nói thì cứ cả nào đó. Quá đẹp luôn. Không phải đẹp. Không phải thích không? Cảnh lại đẹp. Thời tiết lại mát mẻ, trong lành đúng không? Khí hậu trong lành. Không còn một từ nào để nói 10 điểm nhưng không có nhưng đúng không? Đẹp thế. Ôi, đẹp quá luôn.
luôn. Đẹp thật. Không có từ gì đây này, cái này còn đẹp nữa này. Cảm ơn ông nhá. Chờ lại phải chờ đúng thế này à? Đó, lại xuống xe. Ông xe ô đi nắng lắm, nắng này thì ốm ấy. Cái khủng luôn. Thu hút tình yêu đây này, đây này là chị thu hút tình yêu này, vào đây tình yêu vào đây. Sao mà chụp ảnh rừng thông rồi các kiểu luôn. Chẳng có từ nào à, không thể diễn tả bằng lời. Thì ra đây mà chụp ảnh ở đây đẹp lắm. Đây, thung lũng tình yêu đây. Ông đứng ở đây đi để chụp ảnh cho ông này. Đây ông đứng ra đây, đứng ra kia đi để ông chụp ảnh cho ông. Cứ cầm ô đi không nắng. Ông thấp cái ô xuống một xíu để cho nhìn thấy chữ thung lũng tình yêu. Đó, đã được rồi. Rồi, đẹp lắm. Chưa có tì. Cả vườn cá kìa. À. Cá nhiều phết thì ừ. Cá này cậu cho nó ăn, thuê tiền mua đồ ăn cho nó này, nó nhảy lên là mầm. Đấy ông đứng ở đấy đi, em chụp cho ông này. Cho cá ăn không chị, cho cá bú bình này. Chị còn chưa có ăn, lấy đâu ra cho cá ăn. Rồi. Ông sang đứng ở đứng. Thôi bác đi đi cậu ơi. Này nhiều lúc chưa cũng là cái lăng bác nhỉ. Nhiều lắm bao cả nhiều đó mà. Này thế nhỉ. Đủ thành nhiều lắm. Đi đi đi. À đi đi. Đang đông ở đây tí đi xuống dưới đi khi em mà chụp ảnh tí nữa chụp ở trên này sau. Đây ông đứng ở chỗ này chụp ảnh cũng đẹp đây. Hôm nay không thấy người yêu ông vào xem. Chưa đi chợ à? Đứng vào trong chỗ giữa cho hoa kia để em chụp cho cậu. Đúng là thung lũng tình yêu, thành phố ngàn hoa. Rồi. Hoa hồng đẹp nhỉ? Hồng các loại này. Đó. Cậu cứ đi đi. Cứ quay vậy không để ý nữa cho mọi người xem. Đẹp. Đi xuống dưới tôi thông, dưới kia ngồi cho mát. Cậu cứ ngồi đến chiều cũng được. Đồi thông nữa này. Ngồi ở đây mát mẻ không tí nữa, ăn ở ngoài này có buffet.
Thế ăn xong rồi uống luôn vào hút cho tỉnh táo người. Đây. Không ăn được à? Thế ăn cái món gì mình thích, buffet là tất cả các loại món mà, có phải một món lẩu đâu. Ờ. Đó, để cho họ chụp xong rồi mình chụp. Đang phát trực tiếp từ nãy giờ đấy ông tưởng à? Ừ, phát trực tiếp cho ai xem. Đi xuống dưới này, này đẹp thế. Ông bỏ ô ra, ông ngồi ở cái ghế kia đi, em chụp ảnh cho ông. Bỏ ô ra ngoài chỗ khác đi. Ừ, em qua đi. Đấy, ngồi đấy mà nghĩ về sự đời. nghĩ về cuộc đời. Đẹp nhỉ. Xung quanh hồ dưới dùng dưới dạy dạy thông dưới kia cũng mát mẻ trong lành. Trời. Không muốn dừng quay luôn ý. Hoa nào? À. Ông có chụp ảnh đồi thông ngoài kia không này? Thông đẹp lắm. Đừng thế được rồi à? Ông có đi xuống dưới đây này, mát mẻ cảnh dưới đây này. Ông đi đến chiều cũng được mà. Không phải vội đâu. Đất đâu đúng rồi, đây dưới kia vườn. Hiền lữ. Tí nữa lại dắt một bà về hộ bà Tranh. Phạm. Hello cả nhà. Bà Tranh không vào đây mà giữ ông Mười là ông Mười kiếm tình yêu ở trong này luôn á. Khỏi về luôn. Công nhận. Có mỗi một từ để nói. Quá đẹp nhỉ. Hàng kia đẹp rồi. Ông ra đấy đi chụp ảnh cho ông. Ở đây, họ đi mà vất ổ đây này. Ông có cần ôm? Có ôm đi không nắng. Rồi. Từ đã đi gì vội, loanh quanh ở đây nhiều cái đẹp lắm mà. Đây đây này, những cái con cây cảnh người ta ấy bằng con vịt các kiểu thú này cậu này. Nhím này, thấy không? Vâng ạ. Chụp vài kiểu cho anh mới đi có ạ, chụp nhiều lắm ạ. Cảm ơn cô Nghị. Bác Nghị, bác ở chúc ông Mười đi chơi vui vẻ nhá. Bà Tranh không đi, bà Nghị ạ. Bà Tranh say xe nên chưa đi được. Đây nhà vệ sinh, không đi vệ sinh à? Ờ, chỗ này đẹp mà. Ngắm đồi thông. Ông đi một mình thôi ạ. Cô biết ơi, hoặc biết Hoàng biết có phải là con gái không? Con trai à? À vậy hả? Hỏi ông đi một mình à? Nam Đào là cô Đào à? Đâu đứng ở đấy là trên chỗ dâm dâm kia. À Nam Giao à? À. Anh Mười chụp vài cảnh đi, tối nay về tha hồ mà đăng ảnh cho mọi người coi. Vườn thông, rừng thông.
ở trong Thinh Lịch, thung lũng tình yêu đây ạ. Trời, công nhận là đẹp dã man à. 10 điểm nhưng không có nhưng. Ông chỉ cần nói thế thôi. Đẹp quá. Ông đẹp quá, ông chỉ biết khen mỗi câu là công nhận đẹp thật, đẹp thật. Mặc váy đẹp này mà chỉ có quay video với lại đi chụp ảnh cho ông thôi. Chưa chụp được cái nào luôn này. Ông ạ. Đó ông cắt ô đi. Ở chỗ này đi ông, đừng đi đâu. Ông ơi chụp ảnh ở dưới này đi. Đây xuống đây. Chỗ này đẹp mà. Đây, chỗ này không cần ô cũng được ông ạ, đâu không nắng. Rồi. Không đứng lên chỗ này, ông bỏ ô xuống đất đi, bỏ ô ra ngoài kia đi. Rồi điện thoại sắp hết pin mất rồi, còn 19%, tắt nhá. Tắt hay để. Thôi nhá, chào cả mọi nhà, ông 10 đi tiếp đây.